hai các bạn. Hôm nay người vi cá ở nhà không có đi quay clip được các bạn ơi. Nay người vi cá có vô thế giới động các bạn, mua một cái lo nha các bạn ơi. Lo Mosa E8 nha cả nhà. Đây các bạn ơi. Hay ngược nên hay tối nha cả nhà ơi. Giờ người vi cá khui ra nha các bạn. Bạn ơi, giá là 950.000. 950.000 nha các bạn. Giờ để người vi cá khui ra cho các bạn xem nha. Còn cái này thì cái này là máy sấy tóc nha cả nhà. Nhờ người bạn đặt mua giùm. Giờ người vi cá cũng khui ra xem ở bên trong nó có cái máy sấy tóc chứ có tặng thêm khuyến mãi gì không nha cả nhà. Đây cả nhà ơi. Hay người cá tháo ra review cho các bạn xem nha. Rồi đây là cái GoPro nha các bạn. GoPro cũng mua trên mạng luôn cả nhà ơi. Đây. Giờ người cá review 3 món người cá mua đừng phục vụ cho YouTube nha cả nhà. 950.000 mà hai để gì hai bị ngược cả nhà ơi. Đây. Ngược lại cái bên đó quá cả nhà ơi. À. Bị ngược rồi cả nhà ơi. Trên mạng cũng đưa về cả nhà ơi, hai người với cá cũng lột ra xem mà thử nha cả nhà. Mua cũng lâu lắm rồi, cũng 950k luôn cả nhà ơi. Dán rất là kỹ cả nhà. Nhờ người với cá review cái GoPro trước nha các bạn. GoPro này mua cũng trên Facebook các bạn ơi. Lấy người với cá gửi cho các bạn xem nha. Đây dây sạc cả nhà ơi. Đây dây sạc nha. Đây các bạn. Đây là cái GoPro nha các bạn. Người vi cá mua của Trung Quốc nha cả nhà ơi. Không có đồ xịn các bạn. Không biết là xài nó ok không nha cả nhà. Mới mua về nữa. Đây các bạn, hiệu của nó đây các bạn ơi. Đây. Không đi cả nhà ơi. Đáp luôn rồi. Đây xong vớt rồi nha các bạn ơi. Đây các bạn. Đây các bạn ơi. Wow. Chắc nó hết pin rồi cả nhà ơi. Gãy lâu quá chắc hết pin rồi cả nhà ơi. Nó không có lên được luôn các bạn.
giờ mình mua hãy nhớ mình gắn vô nha cả nhà. Mà tốt nhất là các bạn nên mua ngựa quý cá mua xong mà thấy khói hạn nha cả nhà ơi. Các bạn có thể cái nó hay cũ cả nhà ơi. Các bạn có thể mua đồ xịn thì chắc khoảng 6-7 triệu các bạn. Còn này ngựa quý cá mua của Trung Quốc các bạn ơi. Giờ mình phải gắn thẻ nhớ đồ vô nữa cả nhà ơi. Phục vụ YouTube mà đầu tư cũng hay bị bộn cả nhà ơi. Mình tắt đi các bạn. Trời rớt ra luôn rồi. Giờ mình khui cái lo nha cả nhà. Giờ khui cái lo nha cả nhà ơi. Cái hộp nha. Cái hộp đây các bạn. Đây các bạn ơi, cái lo này lo mini nha cả nhà. 950.000. Màu xanh rất là đẹp nha cả nhà. Mosa. Đây các bạn. Rồi. Ở đây thì có cái chui sạc nha cả nhà. Đây chui sạc đây. Đây là cái cổng kết nối giữa điện thoại với lại cái lo nha cả nhà. Cho mình phải kết nối với máy tính luôn. Rồi cái này thì cho cái này là chắc thẻ nhớ cả nhà ơi. Thẻ nhớ là mình bỏ trong đây luôn cả nhà. Đây là chắc là sổ hướng dẫn sử dụng nha cả nhà ơi. Đây các bạn ơi. Sổ hướng dẫn sử dụng nha cả nhà. Sổ hướng dẫn. Còn đây là cách dây sạc với lại cái cổng kết nối nha cả nhà. Giờ mình thử mình kết nối với điện thoại luôn nha cả nhà. Thử kết nối với điện thoại luôn. Thử cái sao nha cả nhà. Thử cái lo nó lớn cỡ nào nha cả nhà ơi. Đây nút nguồn này cả nhà ơi, mình mở luôn cả nhà ơi. Đây có âm mở lên có âm thanh nha cả nhà. Dấu cộng dấu trừ các bạn, âm thanh các bạn. Thì người lấy điện thoại người bị cá cái nói thử xem nhạc lớn không nha cả nhà. Người bị cá review nhà người bị cá ngay đường đó các bạn. Xe chạy rất là nhiều nha cả nhà ơi. Hai các bạn. Giờ người bị cá mở lên thử nha các bạn. Coi mình tăng lo hết sức luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi. Nó không có lo rồi. Sao nó không vô rồi cả nhà ơi. Ủa mình cách nó có đúng không? Sao nó không vô rồi? Thôi mình để kết nối vào Bluetooth thử nha cả nhà.
vô được ta. Rồi lên cả nhà ơi. Nãy chắc mình không có để đúng các bạn. Nó tắt luôn à. Kiếm nhạc sàn thử nha cả nhà. Cũng không có lớn lắm cả nhà ơi. Bắt hình thử nhạc đêm nha cả nhà. Chắc gần đường nữa các bạn, nghe nhỏ các bạn ơi. Tôi bắt bài khác nha cả nhà. Thử bên này coi. Nó im luôn cả nhà ơi. Hoài sao nghe cũng nhỏ nhỏ cả nhà ơi. Chắc là về đường các bạn ơi, chắc vô phòng chắc nghe lớn hơn các bạn ơi. Ở đây là chắc đi vô phòng nghe thì nó dễ hơn cả nhà ơi. Tại người cái review sát đường quá, nghe âm thanh nó cũng lẫn tạp âm nhiều lắm các bạn ơi. Thôi để người cái review món khác nha cả nhà. Này mua trong thế giới động nha cả nhà. Nói chung là nghe cũng sướng lỗ tai lắm. Giờ tới mình review tới máy sấy tóc nha cả nhà. Trời cũng tối rồi các bạn ơi. Đây các bạn. Đây các bạn ơi. Xốp kéo Nhật hả cả nhà. Đây các bạn. Đây ở 127 đường Lò Lu, phường Bình Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh nha cả nhà. Đây các bạn. Chắc đây là hãng bảo hành luôn các bạn ơi. Mua máy sấy tóc mà cũng có hãng bảo hành luôn các bạn. Wow, rớt rồi các bạn ơi. Máy sấy tóc màu đỏ luôn nha các bạn. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây các bạn. Y 4 số 9 luôn, y mà 4 số 9 các bạn ơi. Lấy cái máy này về sấy tóc được mình biết tóc rất là đẹp nha cả nhà ơi. Hay nhỉ các bạn. Dây dài chắc khoảng 2 mét các bạn ơi.
có không? Có tặng kèm theo chai nước luôn nha cả nhà ơi. Đây các bạn ơi, có tặng kèm theo chai nước luôn các bạn. Wow. Đây xịt nước tóc các bạn ơi. Được hai cái đầu gắn vô thổi tóc nha cả nhà. Wow. Này mình không có gắn mẫu điện heo nên không có thử được các bạn ơi, không có review được các bạn ơi. Tặng được hai cái đầu ấy tóc nha các bạn, hỏi cho nó hay, nó tập trung vô đây á, nó nhiều hơn các bạn ơi. Giờ mình tháo con gấu ra nha cả nhà ơi. Hai các bạn ơi, giờ mình tháo con gấu ra luôn nha cả nhà ơi. Gấu này mặc review các bạn ơi, bữa nào nhờ bạn sang Campuchia với bạn Toàn nào biết thử mặc đầu gấu nha cả nhà. Này mình đặt về Hà Nội các bạn, về Hà Nội ship vô luôn nha cả nhà ơi. Nhắc hết rồi các bạn ơi. Đây. Đây cái đầu gấu đây các bạn ơi. Này không có mở miệng được, không biết sao mình mặc này vô sao mình nấu ăn mình review các bạn ơi. Đây các bạn. Wow. Wow. Đây là cái dài nha các bạn ơi. Cái chân dài mang chân gấu nha cả nhà. Đây các bạn. Hay rồi các bạn ơi. Ha. Còn đây là bao tay cả nhà ơi. Đây các bạn. Bao tay các bạn ơi. Ở trong đây thì có mình đội vô mình gài lại cho nó đừng có sụt sạch nha cả nhà. Đây các bạn ơi. Đội vô thì không có ăn uống gì được nha cả nhà ơi. Đây các bạn ơi. Đừng đi cá lại thử vô các bạn. Nó vừa luôn các bạn ơi. Cái này mà như mà mặc vô thì nó hay khó xíu à. Mình không có ăn được các bạn. Chơi vui chơi thôi các bạn. À, bữa nay người Vika review 4 món người Vika chuẩn bị làm YouTube nha các bạn. Ráng đầu tư đừng quay cho nó đẹp hơn cả nhà ơi. Các bạn xem kênh nhớ đăng ký giúp người Vika nha. Cảm ơn tất cả các bạn.